Nếu như người ta tiếc cho một đóa quỳnh nở muộn về đêm, thì sen sau một đêm dài chắt lọc những tinh túy từ trời đất, một sớm mai tỏa hương sẽ để lại vẻ luyến lưu cho ai đã từng biết đến và ngao du cùng loài hoa này. Hãy ngắm nhìn vẻ đẹp của sen, thưởng thức hương vị của sen và gặp gỡ những con người giữ hương giữ sắc cho sen, để rồi tâm hồn mỗi con người ấy cũng đẹp như loài sen, sống hết con tim cho đam mê của mình, để ngày mai khoe sắc tỏa hương giữa đời. Nếu cuộc đời ai đó được ví như một loài hoa, chắc chắn cuộc sống và tâm hồn của người đó vô cùng đẹp. Vì hoa là hương, là sắc, hoa là biểu tượng của cái đẹp, cho dù đó là loài hoa gì, sống ở đâu, là những loài hoa kiêu sa, những đóa hoa vô thường hay chỉ là một bông cỏ dại. Vì hoa là sự kết tinh của nhựa sống để khoe sắc, dâng mật cho đời. Cuộc sống của chúng ta là cả một vườn hoa. Trong vườn hoa ấy, mỗi loài hoa lại có những sắc hương khác nhau, biểu trưng cho từng vẻ đẹp khác nhau, cho từng mùa khác nhau. Nếu như đào thắm, mai vàng, dợp trời mận trắng báo hiệu một mùa xuân về, mùa thu lá rụng đã có sao xác cỏ heo may. Trong cái khắc nghiệt của đông đến, có những cành ban cứng cỏi, mỏng manh trắng. Còn mùa hè, mùa rực lửa của những cành phượng chói chang hay với những bông hướng dương vàng ấm áp và như dung hòa cho màu rực lửa của hè ấy. Sen dung dị, nồng thắm nhưng vẫn xanh mát, hồng dịu dàng nhưng vẫn khát khao đầy nhựa sống. Chỉ từng đó thôi, các loài hoa đã vẽ lên những sắc màu lung linh, huyền ảo nhưng kỳ vĩ của thiên nhiên muôn màu. Sắc màu đó càng được nở rộ, khoe sắc tỏa hương trong không gian nhỏ xinh của chợ hoa Quảng Bá. Ngày nào cũng vậy, khi sương đêm mới chỉ kịp phủ một lớp bụi mờ li ti trên những cánh hoa, cả thành phố vẫn chìm trong giấc ngủ, thì phiên chợ hoa đã bắt đầu. Chợ hoa đêm Quảng Bá khoác trên mình một phong cách nhẹ nhàng sang trọng như chính những bông hoa sản phẩm của phiên chợ này vậy. Ở đây như một cuộc triển lãm hoa, từ những loài hoa đài cát kiêu sa nhất tới các loài hoa đẹp một cách giản dị. Trong không gian muôn màu ấy, sen dung dị, nhẹ nhàng, tinh khôi nhưng không kém phần yêu kiều tỏa sắc, nhuộm hương cho buổi bình minh ở dẻo đất vùng ven. Theo những chuyến xe hoa, sen có mặt trên khắp các nẻo đường, tôn thêm nét đẹp sắc hương mùa hè trên từng con phố ngõ hẻm của Hà Nội. Đến hẹn lại lên, cứ mỗi độ xuân qua hè tới, trong hơi sương mờ tỏ, cả đầm sen bên một góc hồ Tây lại bừng tỉnh
sau một đêm đông dài lạnh vắng. Những người trồng sen ở đây nói hàng năm cứ vào ngày sinh nhật bác khoảng giữa tháng 5 thì cả đầm sen bắt đầu chuyển mình trong hương sắc của sen. Và đến ngày mất của bác khoảng đầu tháng 9 thì sen tàn. Vào đúng giữa mùa sen, cả một góc hồ Tây như chìm đắm trong sự thơ mộng, lãng mạn, trong sắc của sen, nồng nàn, trong hương của sen. Người yêu sen cũng thế, không ai bảo ai, cứ mỗi độ sen nở lại đến hồ sen để thưởng ngoạn, ngắm vẻ đẹp lung linh, dịu dàng, trong trẻo của bình minh bên hồ sen. Giữa một đầm sen bát ngát để có những khoảnh khắc kỷ niệm đẹp bên những bông sen hồng thắm. Ok, mang liếc ra đây cô dâu. Rất tốt, cười lớn lên được. Cô dâu tốt. Em ơi, làm đi. Khi trời còn chưa mờ tỏ, góc hồ bảng lảng hơi sương là lúc sen nở đẹp nhất, tỏa hương thơm nhất. Những nụ sen chúm chím dịu ngọt e lệ dưới những tán lá xanh dang rộng, chở che và chăm sóc cho hoa. Sen cũng thật lạ, mỗi chiếc lá không chỉ như một chiếc ô, một chỗ dựa cho hoa, mà mỗi chiếc lá còn có nhiệm vụ nuôi dưỡng một bông hoa. Khi hoa tàn rồi, một thời gian không lâu sau lá cũng rụi, còn nếu lá non mà đã ngắt thì hoa vì thế mà cũng không lên. Không chỉ đẹp bởi sắc hương mà còn vì sức sống diệu kỳ. Từ bùn tanh, sen vẫn vươn mình lớn lên khoe vẻ đẹp thanh khiết, tỏa hương nồng ấm mà không hề chút hôi tanh mùi bùn. Có lẽ chính bởi những nét độc đáo đó đã làm cho sen trở thành một loại hoa quen thuộc của vùng nhiệt đới, được nhiều quốc gia nhắc đến với tư cách là một biểu tượng của văn hóa. Ở Ấn Độ, hoa sen gắn liền với ý nghĩa tôn giáo. Tại Nhật Bản, hoa sen là hiện thân của đức hạnh thuần khiết. Còn với người dân Việt Nam, hình ảnh hoa sen cũng tương tự như hình ảnh của cây đa, bến nước, mái đình. Cũng vì thế mà hoa sen bước vào kho tàng ca dao Việt Nam rất đỗi tự nhiên. Trong mỗi chúng ta, chắc hẳn không ai là không biết, không thuộc lòng câu ca: trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh, bông trắng, lại chen nhụy vàng. Nhụy vàng, bông trắng, lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Không chỉ có thế, sen cũng là hình ảnh quen thuộc trong nhiều loại hình nghệ thuật dân gian. Cho dù đó là loại hình nghệ thuật độc đáo hay bình dị, thì những người con làng nghề vẫn ngày ngày truyền lửa từ thế hệ này sang thế hệ khác, lưu giữ nghề cổ. Qua những nghệ thuật dân gian đó, sen như có một sức sống mới, gắn bó hơn với cuộc sống người dân và làm đẹp hơn cho đời. Có lẽ chưa và sẽ không có loài hoa nào được dùng để diễn tả vẻ đẹp của cả những bậc chính nhân quân tử và cả vẻ đẹp mặn mà của người phụ nữ giống như hoa sen. Người Việt ta vẫn thường sử dụng các loài hoa để miêu tả vẻ đẹp của người phụ nữ.
song hiếm có câu ca nào có vẻ đẹp và sức gợi như câu ca "Cổ tay em trắng như ngà, đôi mắt em liếc như là dao cau, miệng cười như thể hoa ngâu, cái khăn đội đầu như thể hoa sen". Sen đẹp, điều đó khó ai có thể phủ định. Tuy nhiên, sen cũng lại là một loại hương sắc nhưng chóng tàn. Vào mờ sáng, khi đất trời chuyển mình, cũng là lúc những búp sen hé mở và có hương thơm nhất. Vì thế, những ai yêu sen cũng muốn lưu giữ lại cái khoảnh khắc sen được người ta ví như thiếu nữ đang độ xuân thì. Trong cả bông sen, gạo sen hay người ta vẫn gọi là túi thơm của sen là phần tỏa hương thơm nhất. Ngay từ xa xưa, người làm trà sen lâu năm ở đất Hà Thành đã biết dùng gạo sen để ướp lên loại trà sen nức tiếng một vùng. Để có được một ấm trà sen thơm, ngon, đúng nghĩa, theo những người làm sen lâu năm tại đây thì nó không chỉ đòi hỏi sen được dùng ướp trà phải là sen Hồ Tây, có bông hoa lớn, màu hồng tươi, trông xốp và nhẹ. Ướp sen còn đòi hỏi khá nhiều công đoạn và ở bất kỳ một công đoạn nào cũng cần sự tinh tế tỉ mỉ. Từ việc hái sen cho đến tách gạo sen và ướp trà, tất cả đều đòi hỏi sự khéo léo từ người làm. Vì thế, không phải ai cũng đến được với nghề ướp trà sen, cái nghề đòi hỏi sự công phu tinh tế và cũng lắm nhọc nhằn này. Với nhiều người khác và nhiều nghề khác, đôi khi là mình chọn nghề. Nhưng đối với nghề ướp trà sen thì là nghề chọn mình nhiều hơn. Nhất là đối với anh Tuấn thì đó như là một cái duyên, một định mệnh gắn anh với nghề trà, nghiệp trà. Nhất là đối với việc ướp trà sen thì nó đã làm tên tuổi anh gắn với biệt danh Tuấn Trẻ. Sau khi bị thương ở chiến trường Campuchia, chiến tranh biên giới Tây Nam 1978, anh trở về quê hương với cánh tay thương tật. Không thể làm được công việc nặng nhọc, anh quyết định nối tiếp nghề lâu năm từ người mẹ, nghề ướp trà hoa. Cứ vào sáng sớm, mỗi mùa sen, anh lại lên Hồ Tây chọn những bông sen thơm nhất để ướp trà sen. Sen, ướp trà phải được hái từ lúc trời còn mờ hơi sương, khi mặt trời còn chưa ló dạng đông, để hương sen không bị tản đi. Việc chèo thuyền hái sen là một công việc nặng nhọc, đòi hỏi sức khỏe dẻo dai, nên chủ yếu là dành cho đàn ông. Sau đó, người làm trà sen phải khéo léo tách từng cánh sen ra để lấy nhị hoa, nơi chứa đựng những hạt trắng. Đó chính là túi hương thơm của sen, cái mà người ta vẫn gọi là gạo sen. Đối với người làm trà sen, gạo sen giống như một bảo vật mà sen chắt lọc được những tinh túy từ trời đất để dâng hương cho đời. Chính vì thế, công đoạn tách cánh ra khỏi nhị được làm rất thuần thục nhưng tỉ mẩn, nhẹ nhàng để không làm mất đi một hạt gạo nào. Đến tách gạo ra khỏi nhị sen cũng đòi hỏi người làm vô cùng khéo léo để
để sao cho gạo sen không bị dính vào đầu nhị sen. Ở đó có chứa mật đắng, nó sẽ làm đắng hương vị của trà sen. Sau đó, phần gạo sen có lẫn với cánh sẽ được sàng lọc kỹ để chỉ chắt lọc ra túi thơm của sen. Tất cả các công đoạn này thường được người làm trà làm ngay tại đồng sen để hương sen giữ được nhiều nhất. Gạo sen thu được sẽ dùng để ướp trà. Cứ mỗi một lớp trà sen là một lớp gạo sen ướp trong 3 ngày. Sau đó sàng bỏ các hạt gạo rồi lại đem trà đấy ướp tiếp với lượt gạo sen mới. Cứ thế nhiều lần thì trà sen nức tiếng Hà Thành mới được hoàn tất. Nghề làm trà sen đòi hỏi người làm khéo léo, nhẹ nhàng, tỉ mẩn nhưng phải khẩn trương. Tất cả các công đoạn phải hoàn tất trước lúc mặt trời mọc, không hương sen sẽ bay đi mất. Nghề ướp trà hoa đòi hỏi công phu và lắm nhọc nhằn là thế, nhưng hiệu quả cũng chả đáng là bao. Anh Tuấn ước tính cứ khoảng hơn 1.000 bông sen thì mới cho 1 kg trà sen. Nhưng như ngấm vào máu của người làm nghề và yêu loài hoa có 102 này. Vào sáng sớm mỗi độ sen nở, anh lại có mặt ở đầm sen anh Bảy ở Hồ Tây để lựa những bông hoa tốt nhất làm trà sen. Và khi được người thưởng thức tấm tắc khen trà ngon hay chỉ là những câu chuyện bâng quơ, nhâm nhi bên ấm trà tỏa hương vị nhẹ nhàng của sen làm anh thấy vui lòng. Để thưởng thức hương vị của trà sen, với người trồng sen còn có một cách khác để có một ấm trà sen đặc biệt. Sen vừa hé nở, trà sẽ được cho vào trong búp sen, sau đó gói chặt lại bằng lá sen để hương sen không bị theo gió bay đi. Sau một ngày đêm, đến sớm mai, khi sen bừng nổ, rộ sắc hương, cũng là lúc trà đượm nhất hương sen. Có lẽ cũng bởi yêu sen, yêu nét tinh túy của trà sen mà hai người, một là ông chủ đầm sen, hai là người làm trà sen, tưởng chỉ là quan hệ kẻ bán người mua. Nhưng không, giữa họ là một tình bạn tri ân, thanh tao như chính sen, hương vị của trà sen. Mình có một cái ý tưởng, có một cái ý thích, cái cây sen này nó từ xưa rồi. Trước kia là tôi hay lúc còn bé, hay đi chơi mà gần những các cụ già nói về cái thời ngày xưa ở cái sen Tây Hồ, từ cái hương vị của nó, cái hương của cái sen nó khác, đến cái cánh này này. Nó có kiểu hồng sẫm hơn, với các cái
cánh của sen ở, nó cũng là một cái giống sen hương này nhưng mà nó trồng ở một cái khu vực khác ấy. Thì cánh này nó phớt phớt bạc, không được hồng tươi. Cái lý tưởng mà mình đã xây dựng ngày mới đầu thì đã được mang những cái giống sen về ấy, làm ấy. Cái lý tưởng của mình thì là sau đã đạt được, mà gặp được người anh em là anh Tuấn Trà ấy. Cái kia đấy thì là anh là cái người mà để cho mình thu mua tất cả, bao thầu tất cả cái hồ sen ấy. Thì đấy là một cái lý tưởng của mình đã cảm thấy là rất là hoàn hảo và thành công trong những lúc mình gây lại những cái sen về hồ Tây này. Tôi là người làm ướp trà thì tôi đã đi sử dụng, tôi đã đi tham khảo và tôi đã sử dụng thử cũng là loài hoa sen hương này, nhưng của một số các cái vùng lân cận đó. Thế nhưng mà sau khi mà tôi làm xong thì tôi kiểm tra giữa cái hoa sen của các vùng lân cận và sen của Hồ Tây thì sen của Hồ Tây nó là thơm nhất luôn. Mỗi lần có khách ghé thăm đầm sen, nhân lúc việc vãn, họ lại cùng pha một ấm trà nhâm nhi giữa khung cảnh yên ả của đầm sen. Khách ghé thăm túp lều nhỏ của người trồng sen mỗi lúc một đông, nhưng không vì thế mà làm mất đi khung cảnh yên bình, lãng mạn của chốn này. Hương sen nhẹ nhàng, thanh khiết, lan tỏa một góc trời Tây Hồ. Và sắc của sen với người nghệ nhân hoa lụa được mệnh danh nữ hoàng hoa lụa Hà Thành thì việc làm ra những bông sen lụa quả thật đã góp nên một sắc hương mới, sức sống mới cho sen. Mọi người nói đến hoa là ai cũng rất là thích, đấy là mới nói là hoa thật. Vì thế cho nên tôi nghĩ rằng nếu để có bốn mùa đều có đủ tất cả các loại hoa, ta cần phải nên nghiên cứu và sáng tác ra những loại hoa lụa, hoa vải. Với người nghệ nhân ấy, mỗi bông hoa, mỗi bình hoa như một tác phẩm nghệ thuật. Người nghệ nhân phải như một nghệ sĩ ham mê nghệ thuật đó. Hoa không chỉ đẹp, giống như thật, mà phải ẩn chứa trong nó sức sống, vẻ đẹp thanh khiết và mang tâm hồn của người nghệ nhân. Mỗi sản phẩm hoa lụa không chỉ tỏa sắc mà còn như tỏa hương. Để làm được điều đó, đòi hỏi nghệ nhân phải tỉ mẩn, khéo léo, kỳ công và đam mê với nghề. Tất cả những sản phẩm ấy đều được đôi bàn tay khéo léo của bà Mai Hạnh tạo nên và đều được làm hoàn toàn thủ công. Nhưng trên hết, người làm hoa phải có một tâm hồn thanh tao, đẹp như chính những bông hoa ấy. Trong sự xoay vần của nền kinh tế mới, trên thị trường xuất hiện nhiều loại hoa lụa đến từ Trung Quốc, Thái Lan. Hoa được làm công nghiệp, mẫu mã phong phú, đa dạng. Nhưng bà vẫn thủy chung với nghề hoa lụa thủ công truyền thống của đất Hà Thành. Không chỉ nỗ lực tìm tòi phát triển nghề hoa lụa, bà còn góp một phần không nhỏ vào việc quảng bá nghề hoa truyền thống của dân tộc đến rất nhiều nước khác nhau. Mỗi chuyến đi bằng đôi tay lụa của mình, Mai Hạnh đã khiến bạn bè thế giới phải ngỡ ngàng, nề phục vì nét tinh tế của những sản phẩm được làm ra. Khi đã thành công trên con đường nghệ thuật hoa lụa, bà đem những tinh túy mà mình trau dồi được bao năm tháng truyền lại cho các em nhỏ muốn học và theo nghề làm hoa lụa. Khi mà cho vào này nhá thì là mình phải ấn nhá, ấn xong bắt đầu què cánh hoa ra là bắt đầu cánh đấy, cánh bé, cánh nhỡ. Trông nó mới nhìn thấy gì.
bà đã dành trọn tuổi trẻ, tình yêu cho hoa lụa. Và giờ đây, ở bên kia con dốc của cuộc hành trình đời mình, dù không một đồng thù lao, ngày ngày bà vẫn cần mẫn dạy, cần mẫn kiếm tìm, với hy vọng bằng chính đam mê của mình sẽ thổi bùng đam mê trong những học trò kế cận để giữ lửa cho nghề. Mai Hạnh đã góp thêm cho Hà Thành không chỉ là những bông hoa lụa mà còn là cả một tâm hồn đẹp, một đóa sen ngát hương. Cũng là người đem ước mơ nhỏ nhoi của mình thổi lửa cho ước mơ của các em nhỏ khác, chị Lê Thị Lương, người con gái lớn lên giữa vùng đất trồng hoa Tây Hồ, đang từng bước thực hiện giấc mơ hoa của mình. Từ bé, chị đã đam mê hoa, và đến giờ, niềm đam mê ấy lúc nào cũng thôi thúc chị cống hiến vẻ đẹp của hoa nhiều hơn cho đời. Tiềm ẩn trong người con gái bình dị ấy, niềm đam mê hoa của chị cũng bền bỉ như sức sống của loài sen. Chắt chiu, kiên trì để một ngày mai tỏa hương. Dù khởi đầu từ một cô gái bán hoa rong, để có một cửa hàng hoa như hiện nay, chị đã trải qua bao khó khăn và gian truân. Nhưng với niềm yêu hoa, ý chí kiên định cho niềm đam mê ấy, chị đã gặt hái được những thành công trên con đường hoa mà chị đã, đang và sẽ đi trên hành trình cuộc đời mình. Chị được giới yêu hoa biết đến bằng các kỷ lục độc nhất vô nhị về hoa của Guinness Việt Nam: bó hoa cưới lớn nhất Việt Nam, áo cưới bằng hoa đầu tiên ở Việt Nam, gần đây nhất là kỷ lục về bó hoa cưới đắt nhất Việt Nam. Để nói về những cái kỷ lục ấy, thì mỗi một cái kỷ lục đều có những cái kỷ niệm riêng. Ví dụ như khi mà mình làm cái bó hoa cưới kỷ lục ấy, thì thật sự ra mà nói thì đấy là chương trình tài trợ mà tiền thì cũng không có. Thì mình cũng rất là liều khi mình làm cái kỷ lục đầu tiên. Mình không có tiền nhưng mà mình cũng làm một cái kỷ lục rất là nhiều tiền để mà dành cho những đôi cô dâu chú rể trong đám cưới tập thể lần đầu tiên tại Hà Nội. Còn cái kỷ lục thứ hai của mình là chiếc váy cưới bằng hoa tươi lần đầu tiên tại Việt Nam. Thì đấy cũng là một cái, mình cũng có một cái ý tưởng mới cho cái xu hướng cưới năm 2005 là hoa có thể làm được tất cả. Hoa mình cũng có thể kết hợp được lên trên váy, trên áo và trên tất cả các vật dụng. Hoa có thể là kết hợp cùng với cả thời trang. Chính vì vậy mình đã cho ra được cái kỷ lục thứ hai. Và cái kỷ niệm của cái kỷ lục thứ ba là bó hoa cưới gắn nhiều đá quý nhất. Thì trong cái bó hoa cưới đấy thì mình sử dụng chất liệu vừa tự nhiên, vừa chất liệu dân gian, vừa cùng với cả những viên đá quý, đá ruby và kim cương, thì tạo lên hai sự khác biệt hoàn toàn, vừa là rơm dạ, vừa là sỏi đá, vừa cùng đá quý kim cương, để mình muốn thể hiện rằng là tình yêu có thể vượt qua được tất cả không gian và thời gian, vượt qua được tất cả sự giàu nghèo và địa vị trong xã hội. Chính vì thế mà mình đã cho ra đời cái tác phẩm thứ ba. Không chỉ dừng lại ở đó, giờ đây cửa hàng hoa nho nhỏ của chị không chỉ là nơi trưng bày bán các loại hoa đẹp với những giỏ hoa mang tâm hồn, hương sắc người tạo ra nó. Mà đây còn là nơi tổ chức những khóa dạy cắm hoa miễn phí, nơi sinh hoạt của câu lạc bộ những người yêu hoa, nơi tổ chức những cuộc thi tìm hiểu về hoa. Hoa là nguồn cảm hứng, nguồn tìm tòi và sáng tạo không bao giờ cạn. Mỗi loài hoa chỉ có một thời gian tồn tại ngắn ngủi. Làm sao để loài hoa đó đẹp rồi nhưng phải luôn giữ được hương sắc bền lâu luôn là nỗi trăn trở với chị. Với loài sen thì nỗi trăn trở ấy dường như được tăng lên nhiều hơn. Vì hơn ai hết, chị, người con gái sinh ra và lớn lên trên mảnh đất ven Hồ Tây, chị rất yêu loài hoa ấy. Sen là một loài hoa đẹp, hương sắc nhưng lại chóng tàn. Nhất là khi ngắt hoa ra khỏi bùn lá rồi thì có khi cắm sen, chơi sen chỉ được một ngày là hoa tàn. Người đàn ông.
vốn dĩ hoa sen thì mọc từ trong bùn, chính vì thế mà cái độ bền của hoa sen ấy thì nó chỉ có thời hạn thôi. Nếu như mình biết cách chăm sóc, mình có thể cắm hoa sen được từ 3 đến 5 ngày. Còn nếu như mình không biết chăm sóc, mình có thể chơi hoa sen được có 2 ngày thôi. Ngày thứ nhất và ngày thứ hai hoa nở là tàn luôn. Thì theo những cái kinh nghiệm của mình thôi, thì mỗi một khi mà mua hoa sen mới về thì các bạn tốt nhất là nên lấy dao thật sắc, cắt chéo hoa sen và ngâm vào một xô nước đầy. Và hoa sen là cái tính chất của hoa sen là thân ống rỗng, thì nếu như mà trên cái thân ống đấy nếu như không đủ nước thì hoa sen héo rất là nhanh. Và thứ hai nữa là thời tiết ở Hà Nội và cũng như là thời tiết hiện nay rất là nóng, khi mà hoa sen chỉ có vào trong mùa hè thôi, nên khi chúng ta cắm hoa sen là thường mang vào trong nhà để điều hòa. Thì khi mà hoa sen để điều hòa thì cái gió của điều hòa thì sẽ làm khô cái cánh sen. Nếu như chúng ta cẩn thận hơn thì nên chuẩn bị sẵn một cái bình xịt rất là nhỏ, và thỉnh thoảng chúng ta xịt một chút nước vào cánh hoa sen. Với những loại hoa khác thì chúng ta không nên xịt, nhưng với hoa sen thì chúng ta nên xịt một chút nước vào để cho làm cánh sen mát hơn và giảm cái khả năng là khô héo của cánh sen. Thì trước kia thì các cụ cũng có một cái cách cổ điển là khi mua hoa sen về, chúng ta có thể lấy một chút bùn, sau đó bịt kín của gốc hoa vào. Nhưng bây giờ chúng ta kiếm bùn rất là khó, không phải là ai mua hoa sen về cũng kiếm được bùn và dùng tay vít lại. Và đấy là cái cách cổ điển của các cụ ngày xưa thôi. Với chị Lương, hoa đã không còn là nghề, là nghiệp, niềm đam mê, mà nó cũng đã trở thành nơi hội tụ của những tấm lòng đồng hướng. Lương đã vinh danh cái nghề mà hễ ai đi qua, nếu có thích và yêu hoa đến mấy, cũng chỉ tán dương khen thưởng những bó hoa đẹp, thành một đóa sen vô thường tỏa hương thơm ngát. Chẳng cầu kỳ tỏa sáng, cũng chẳng quá tầm thường lấm lem, sen đơn thuần là một đóa hoa làm đẹp cho đời. Nhưng chính cái điều giản dị ấy càng làm cho sen đẹp hơn. Và với những con người mộc mạc chân chất, muốn góp tay vẽ nên màu sắc đẹp tươi cho bức tranh cuộc đời cũng vậy. Họ cũng như sen, bình dị, mộc mạc nhưng vẫn thanh tao, đầy đam mê và nghị lực sống. Tình yêu cuộc sống, niềm đam mê, tình nhân ái, lúc nào cũng như ngọn lửa cháy bỏng trong họ. Họ chắt chiu những nhựa sống ấy từng chút một, để rồi một ngày khoe sắc, tỏa hương thơm ngát trong vườn hoa cuộc sống muôn màu.